Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Thị Vân, là sinh viên khóa 1 lớp FP của trường đại học Edic. Ở video này thì tôi sẽ quay lại nhật ký landing page, những nội dung mà tôi đã học được ở bộ môn này. Đầu tiên đó là khái niệm về landing page. Landing page là được dịch thuần Việt nghĩa là một trang đích, là một trang web đơn tập trung vào một trang duy nhất. Và tỷ lệ chuyển đổi tức là từ vào một cái thuật ngữ đây, tức là một trang duy nhất ở đây thì nó giúp chúng ta sẽ tăng cái tỷ lệ chuyển đổi, tức là từ một khách hàng ghé thăm website sẽ điền thông tin cá nhân để được tư vấn hay là tham gia đăng ký một sự kiện, chi trả tiền để mua sản phẩm, cài đặt một ứng dụng phần mềm hoặc một mục tiêu tiếp thị nào đó khác của người tạo landing page. Giống như chúng ta thấy có những cái sản phẩm như iPhone 11, đây tôi đã tìm kiếm những cái hình ảnh. Và đây là một trang landing page, một trang đơn, tức là sẽ có những cái hình ảnh. Và kéo xuống phía bên dưới. Tiếp theo là mục đích sử dụng landing page. Thì landing page ở đây đối với loại landing page đăng ký, lead page thì giúp chúng ta thu thập được dữ liệu khách hàng tiềm năng. Và landing page bán hàng thì sao? Ở đây thì landing page đăng ký thì giúp chúng ta có một cái form đăng ký sẵn là đăng ký nhận học miễn phí. Ở đây thì bạn sẽ có tên hay là địa chỉ email và số điện thoại. Đăng ký ngay thì khi mà bạn đăng ký vào đây thì tôi sẽ nhận được những cái số điện thoại và thông tin của bạn. Còn đối với landing page bán hàng thì chúng ta đúng với mục đích của nó là chúng ta dùng để bán hàng. Tập trung để giới thiệu các chi tiết thông tin về sản phẩm và dịch vụ nhằm thuyết phục người truy cập thực hiện hành vi mua hàng. Ví dụ đây như là một cái trang landing page về Kangaroo máy lọc nước. Thì đây sẽ có những cái thông tin đặt mua hàng và có những cái thông tin về sản phẩm hay là giá cả. Tiếp theo là lên landing page trung gian chuyển đổi, click through page, tức là mục đích là dẫn dắt người đọc chuyển hướng tới trang đích chuyển đổi. Ví dụ đây như là một trang sen đỏ thì chúng ta sẽ có những khi mà nhấn vào trang link của cái trang này thì nó sẽ xuất hiện là siêu quà tiện ích hoàn tiền đến 50% săn ngay, thì chúng ta sẽ nhấn vào đây thì nó sẽ chuyển chúng ta sang một trang khác. Và tiếp theo là tôi muốn tìm hiểu, chúng ta sẽ đi nghiên cứu tiếp về sự khác biệt giữa landing page và website. Landing page và website ở đây thì nó sẽ khác nhau nào? Landing page và website đây các bạn, tôi đã xuất hiện ra hai giao diện. Đối với cái website thì chúng ta sẽ có nhiều. Website sẽ là hình ảnh ở phía bên trái và landing page sẽ là hình ảnh phía bên phải. Bên phải sẽ có những cái nút bấm như là cái nút màu cam thì sẽ có một nút bấm để giúp chúng ta đăng ký ngay. Nhưng mà đối với website có sự khác biệt là nó sẽ có nhiều cái nút bấm hơn và sẽ có nhiều trang, có nhiều sự lựa chọn hơn và nó có nhiều cái chủ đề, nó không tập trung vào một cái cụ thể. Còn landing page nó sẽ giúp chúng ta tập trung vào một điều duy nhất để giúp chúng ta có thể thu thập được thông tin hay là giúp chúng ta có thể tăng được cái tỷ lệ chuyển đổi mà chúng ta mong muốn. Tiếp tục là đây là một sự khác biệt, tôi đã liệt kê ra một bảng so sánh, đó là khái niệm về landing page. Khái niệm thì landing page là một trang đơn lẻ single page được thiết kế để cung cấp thông tin về một chủ đề cụ thể. Còn website thì là một tập hợp các trang thông tin có chứa nội dung dạng văn bản, chữ số, âm thanh, hình ảnh, video, số trang, địa chỉ URL. Landing page chỉ có duy nhất một trang và một địa chỉ URL. Website có nhiều trang, mỗi trang có một địa chỉ URL khác nhau. Giao diện đơn giản, nội dung trình bày hấp dẫn, có điểm nhấn, đặc biệt có nút call to action để thu hút người xem, khá phức tạp. Còn website thì khá phức tạp và đa dạng. Số lượng sản phẩm thì có trên landing page thì chỉ có một sản phẩm, còn trên website thì có rất nhiều sản phẩm. Nội dung của landing page thì sẽ dẫn dắt và thuyết phục người mua thực hiện một hành vi chuyển đổi nào đó mà chúng ta mong muốn. Còn đối với website thì sẽ cung cấp nhiều thông tin liên quan đến sản phẩm, thông tin về doanh nghiệp hay là kiến thức. Và khi nào thì sử dụng landing page? Khi ra mắt sản phẩm hay là dịch vụ mới, khi muốn tổ chức một khóa học, một sự kiện, hay là khi muốn chạy quảng cáo dịch vụ hay sản phẩm, hay là để thu thập thông tin của khách hàng để chạy marketing. Vai trò của landing page là thu thập data khách hàng tiềm năng, nghiên cứu thị trường, thị hiếu khách hàng tiềm năng, xây dựng thương hiệu trong lòng người đọc, tăng lượng tiếp cận cho trang chủ. Và nội dung của một trang landing page thì chúng ta sẽ có là bố cục trang để tiêu đề trang hay là video, nội dung trang, kêu gọi hành động, bố cục form, thiết kế nút bấm. Những thành phần có những mức độ ảnh hưởng trên trang landing page, ví dụ là tiêu đề trang hay là kêu gọi hành động, bố cục form đăng ký hay là nội dung trang hay là bố cục trang. Còn quy trình để tạo nên một landing page là bước 1 là xác định mục tiêu chuyển đổi, mong muốn và chỉ số KPI cần đạt. Bước 2 là xây dựng nội dung để thuyết phục khách hàng thực hiện
Hành động mục tiêu bước 3 là thiết kế giao diện landing page kết hợp với nội dung ở bước 2. Bước 4 là chạy thử nghiệm một số mẫu để chọn ra mẫu tối ưu và duy trì. Bước 5, đo lường các chỉ số và đưa ra các báo cáo. Còn SEO landing page có tất cả các đặc điểm của một landing page thông thường, chúng chủ yếu được tối ưu hóa cho chuyển đổi. Các bước để tối ưu hóa SEO landing page thì xuất bản landing page đến tên miền của riêng bạn, tối ưu hóa URL landing page, tạo ra một landing page có HTTPS, chọn những từ khóa bạn muốn xếp hạng, tối ưu SEO on page cho landing page, tối ưu nội dung cho SEO, tối ưu hình ảnh và video, thêm đánh dấu dữ liệu có cấu trúc, tối ưu cho di động, tối ưu tốc độ, thêm internal link trỏ đến landing page, quảng cáo landing page và nhận được backlink, sử dụng chuyển hướng 301 giảm thời gian tải trang. Ở những đơn vị cung cấp dịch vụ landing page thì ở đây tôi đã tìm hiểu là Simweb. Ở thiết kế siêu tốc độ, chỉ sau 1 đến 5 ngày làm việc, bạn có một trang landing page hoàn chỉnh, hỗ trợ tối đa kết nối tên miền tích hợp plugin click to call, Popo chatbot, tích hợp mã quảng cáo Facebook, Google, dịch vụ khác. Sau khi bàn giao, khách hàng có thể tự chỉnh sửa dễ dàng, có sẵn hosting chất lượng đi kèm công cụ thiết kế web, blog và landing page tối ưu technical SEO, hỗ trợ check mã checking chuyển đổi Google, Facebook, đội ngũ am hiểu về kỹ thuật và marketing online, thương hiệu Slim Web uy tín lâu năm. Đây là những cái giao diện của landing. Còn landing page thì ở đây những cái giao diện giúp chúng ta hỗ trợ là cách đăng ký landing page. Để trong landing page thì chúng ta sẽ có các phần tử cơ bản, đó là Section. Section là một đoạn nội dung của landing page. Thì mỗi đoạn nội dung có một ý nghĩa riêng và kết hợp với nhau thành một chuỗi nội dung có tính thuyết phục cao. Ví dụ như ở đây thì tôi có một cái phần season, ở đây sẽ có nhiều cái season để chúng ta sẽ chọn phần tạo mới, thêm mới cho mỗi cái season. Hay là hình ảnh thì hình ảnh ở đây chúng ta sẽ có những tính năng như là thay nền background cho season, hay là thêm mới hình ảnh, over cho hình ảnh, hay là viền bo góc cho hình ảnh, độ bóng cho hình ảnh, cắt hình ảnh, crop mask cho hình ảnh, bo góc ảnh. Galaxy tức là chúng ta sẽ nhìn thấy lên một hình ảnh, chúng ta sẽ có những cái bức ảnh ở dưới nhỏ hơn, hay là nút bấm. Nút bấm thì ở đây phần tử nút bấm cho phép bạn chèn thêm các nút call to action, nút kêu gọi hành động, ví dụ như là muốn tư vấn cho khách hàng hay là mua hàng ngay hay là đăng ký ngay thì chúng ta sẽ chọn vào phần nút bấm. Về phần tiêu đề cho phép bạn chèn tiêu đề của một đoạn văn hay là section trong landing page. Để chèn tiêu đề bạn có thể làm theo các bước sau đây: chọn thêm mới và chọn phần tiêu đề. Sử dụng thanh thiết kế nhanh để sửa chữ, thay đổi cỡ chữ, màu chữ cho tiêu đề, hay là di chuyển tiêu đề đến vị trí mong muốn. Đoạn văn, phần đoạn văn cho phép bạn chèn một đoạn văn vào landing page. Để chèn đoạn văn bạn có thể làm các bước sau: chọn phần đoạn văn, sử dụng thanh thiết kế nhanh để sửa chữ, thay đổi cỡ chữ, màu sắc cho đoạn văn, di chuyển đoạn văn đến vị trí mà mình mong muốn. Là danh sách, trong phần tự danh sách cho phép bạn chèn một danh sách vào landing page. Ở đây các bạn có thể thấy một danh sách, ví dụ một danh sách là món ăn hay là một danh sách nít quà tặng chẳng hạn. Collection thì tính năng này cho phép bạn tạo một danh sách thông tin phù hợp với việc làm nội dung liên quan đến phản hồi khách hàng, danh sách tính năng sản phẩm. Và Table thì tính năng này cho phép bạn tạo một bảng chứa thông tin nội dung hình ảnh thay vì phải ghép từng ô thông tin lại với nhau. Đường kệ, phần đường kệ cho phép bạn thêm đường kệ vào landing page để trang trí phân cách đoạn. Nhóm nút bấm thì thay vì phải tạo nhiều nút bấm nhân bạn rồi tạo nhóm, bạn có thể sử dụng nhóm nút bấm. Ở đây thì chúng ta thấy là nhóm nút bấm đó là có 3 nút bấm kèm nhau là mua ngay. Thì đó là tính năng của nhóm nút bấm. Và tiếp tục đến phần hình hộp thì phần hình hộp cho phép bạn thêm hình hộp vào landing page. Chúng ta thể thêm hộp vào trong hình hộp, chúng ta thể chèn bất cứ những cái hình ảnh hay là chữ mà bạn mong muốn. Còn frame thì frame là một tính năng mạnh mẽ giúp bạn có thể thay đổi thiết kế của một các phần tử giống nhau cùng một lúc. Tất cả thì ở đây tất cả các thiết kế có thể được đồng bộ giữa các frame ngoại trừ việc thay ảnh và thay chữ.
Xếp các phần tử xếp cho phép bạn chèn các biểu tượng và lên bếp. Ví dụ bạn muốn chọn biểu tượng như hình tròn, hình vuông, hình thoi sẽ đều có hết ở phần xếp. Còn mã HTML thì phần tử HTML cho phép bạn chèn các đoạn mã HTML vào lên bếp của mình, có thể phục vụ cho mục đích như chèn mã nhúng các tiện ích. Lưu ý cần xuất bản trang để xem hiển thị của mã HTML vừa xem. Còn form thì sao? Form giúp chúng ta có thể là tạo ra để có thể thu thập được cái dữ liệu khách hàng. Và chúng ta vào phần thêm mới và chọn phần form. Đây là một cái form đã có sẵn. Và đồng hồ đếm ngược thì sao? Chúng ta thường lấy trong các cái chúng ta sẽ thường cái đồng hồ đếm ngược đấy giúp chúng ta sẽ tăng cái khả năng mua hàng khách hàng hơn, bởi vì họ sẽ thấy những cái thời gian đang rất là ngắn thì họ sẽ thúc giục khách hàng có thể mua hàng nhanh hơn. Thì đây thì là phần đồng hồ đếm ngược countdown. Thiết kế cho các phần tử thì tạo nhỏ phần tử thành thiết kế nhanh thì lên xuống hay là kéo xuống khóa phần tử, ẩn phần tử trên mobile, ẩn phần tử trên desktop, hiệu ứng cho phần tử. Thì các sự kiện cho phần tử là sự kiện mở email, livebot, impem, livebot video hay là livebot hình ảnh, sự kiện chuyển tab, sự kiện ẩn hiện phần tử, sự kiện mở liên kết, sự kiện mở cuộc gọi hay là sự kiện mở post, sự kiện chuyển session, sự kiện collab. Các tính năng mở rộng như là nhúng video từ Facebook. Bước 1 là lấy mã IPM của video mà bạn cần nhúng. Ở đây tôi có hình ảnh hướng dẫn. Bước 2 là dán mã IPM vào tính năng mã HTML. Còn chèn bản đồ thì chúng ta sẽ có là chèn bản đồ Google Maps. Để chèn bản đồ từ Google Maps vào lên web, bạn có thể thực hiện các bước sau như là truy cập vào google.com map thì nhập địa chỉ bạn muốn hiển thị trên bản đồ, sau đó thì ra kết quả đúng như ý bạn muốn, bấm chọn chia sẻ, chọn mục nhúng bản đồ, sau đó chọn kích thước và bấm nút sao chép mã HTML tại giao diện chỉnh sửa landing page. Tại menu bên trái chọn thêm mới, chọn mã HTML, bấm chọn sửa HTML, sau đó dán đoạn mã HTML vừa copy được từ Google Maps vào và bấm nút cập nhật, sau đó di chuyển phần tử đến vị trí mong muốn hiển thị trên landing page. 3 là tạo nút gọi cố định ở góc trang côn. Bước 1 là thêm mới biểu tượng điện thoại hoặc ảnh bạn muốn thêm. Bước 2 là thiết lập sự kiện mở cuộc gọi và điền số điện thoại. Bước 3 đó là thiết lập ghim phần tử và chọn vị trí ghim. Bước 4 là hiệu ứng cho nút cô. Bốn là tạo menu ghim đầu trang mạng desktop. Bước 1 là thêm mới một session trắng và điều chỉnh chiều dài session ngắn như một thanh menu. Thêm các tiêu đề nội dung menu. Là bước 3 thiết lập liên kết các tiêu đề menu với session có nội dung tương ứng. Bước 4 đẩy session menu vừa tạo trên cùng và ghim session đó lại. 5 đó là tạo menu bạn mobile. Bước 1 thêm mới icon menu. Bước 2 tạo menu popo các nội dung. Bước 3 liên kết các mục menu để các session tương ứng. Bước 4 liên kết các icon với popo. Bước 5 là ghim icon ở đầu trang trong suốt quá trình khách hàng của di chuyển chuột. Và 6 là sửa lỗi chia sẻ trên Facebook và Zalo. Thì bước 1 chọn nhập tên miền landing page. Bước 2 là click vào sửa lỗi. Bước 3 là click vào thu thập lại đến khi hiện ảnh chia sẻ đúng ở bên dưới. Theo dõi và đo lường, cài đặt mô tả trang, các cài đặt từ khóa SEO về trang và gắn mã tracking nằm trong mục thiết lập ở thanh công cụ bên tay phải.
Cài đặt mô tả trang, cài đặt từ khóa SEO về trang và gắn mã tracking nằm trong mục thiết lập ở thanh công cụ bên tay phải. Vào phần cài đặt SEO và social cho phép bạn tùy chọn các mục như tiêu đề trang, mô tả trang, từ khóa về trang hay là hình ảnh khi chia sẻ và hình ảnh favicon. Mã theo dõi và chuyển đổi như nào thì giúp chúng ta hướng dẫn trên Facebook. Pixel trên landing page hướng dẫn cài đặt Google Analytics trên landing page là hướng dẫn cài đặt mã Google Ads trên landing page, vừa hướng dẫn gắn mã Google Tag Manager trên landing page, hướng dẫn sử dụng tính năng Global Tracking, hướng dẫn sử dụng tài liệu Google Search Console, hướng dẫn cách xác minh tiền từ URL trên landing page. Thì đây đều có hết trong các phần landing page. Nó sẽ giúp chúng ta hoàn thiện hơn các bước để có thể hoàn thiện một cái landing page có thể nó một cách tốt nhất. Và bài thuyết trình của tôi đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.